Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2011, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Đất Đỏ. Và đến năm 2014 thì Long Tân được công nhận là xã nông thôn mới. Năm 2020 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thành quả này là tiền đề giúp địa phương vững tin hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Liên khai xây dựng nông thôn mới, những tuyến đường liên thôn của xã Long Tân đều được bê tông hóa, rộng đẹp. Các công trình phúc lợi trường học được xây dựng khang trang, kiên cố. Nhà cửa của người dân được chỉnh trang. Hạ tầng kinh tế xã hội như điện đường, trường học, trạm y tế, hệ thống thủy lợi ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân. Đời sống văn hóa tinh thần của đại bộ phận dân cư ngày càng được nâng lên, hiện mức hưởng thụ văn hóa bình quân đầu người của xã đạt 35 lần một năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,2%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,5%, xã không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia. Thu nhập bình quân đầu người đạt 61,18 triệu đồng một năm. Tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Xã Long Tân phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.